Trong video này, tôi sẽ chia sẻ cùng bạn một số tư duy và góc nhìn để giúp bạn kiến tạo, vun bồi được những mối quan hệ đẹp đẽ, ý nghĩa trong hành trình sống của mình. Đi kèm với nó là những lời khẳng định bạn có thể nói với chính mình mỗi ngày để tạo dựng một niềm tin lành mạnh trong chính bạn. Bạn thân mến, chất lượng cuộc sống của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của những mối quan hệ ta có trong cuộc đời mình. Nói tới mối quan hệ, có thể bạn sẽ nghĩ ngay tới những mối tương giao với những người xung quanh mình như người thương, gia đình, con cái hay bạn bè. Những mối quan hệ này cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, có một mối quan hệ khác mà ta thường bỏ qua, nhưng nó lại chính là nền tảng quyết định chất lượng của những mối quan hệ còn lại. Đó là mối quan hệ với chính mình. Khi ta thực sự thấu hiểu được bản thân, ta mới có thể kiên nhẫn và bao dung với người khác. Khi ta thực sự yêu thương được chính mình, ta mới có thể dành tình thương chân thật cho những người quanh ta. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ cùng bạn một số tư duy và góc nhìn để giúp bạn kiến tạo, vun bồi được những mối quan hệ đẹp đẽ, ý nghĩa trong hành trình sống của mình. Đi kèm với nó là những lời khẳng định bạn có thể nói với chính mình mỗi ngày để tạo dựng một niềm tin lành mạnh trong chính bạn. Tư duy đầu tiên đó là hãy nhìn nhận những mối quan hệ trong cuộc sống là những món quà. Khi ta lựa chọn để nhìn nhận qua lăng kính này, chúng ta sẽ bắt đầu trân quý và nâng niu những mối quan hệ trong cuộc đời mình và biết ơn chúng. Nếu đó là một mối quan hệ hòa hảo, ấm êm, hạnh phúc và mang đến cho bạn tình yêu thương, vậy thì hãy biết ơn bởi nó đến như một sự xoa dịu và bù đắp cho bạn. Nếu đó là một mối quan hệ thách thức, khó khăn, cũng hãy biết ơn bởi nó đến để dạy cho bạn những bài học bạn cần học và giúp bạn rèn luyện được những phẩm hạnh mình còn thiếu. Vì vậy, cho dù một mối quan hệ như thế nào, một nhân duyên như thế nào, thì chúng đều là những món quà mà cuộc sống này gửi tặng cho bạn. Hãy trân quý. Tư duy này cũng nhắc nhớ chúng ta về một sự thật nữa, đó là mối quan hệ ta có với chính mình cũng là một món quà quý giá. Thực tế, rất ít người nhìn nhận rằng họ có một mối quan hệ với chính bản thân họ. Họ chỉ sống và cuốn đi trong những mối quan hệ quanh mình mà quên mất rằng họ cũng cần nuôi dưỡng một tình thương, sự tử tế và lòng biết ơn với chính họ. Khi chúng ta biết quay về và hướng về bên trong mình, dành sự quan tâm trọn vẹn cho mình, biết lắng nghe, biết quan sát, để ý tìm ra những điểm mạnh, những giá trị cốt lõi, những niềm tin, những nhu cầu sâu thẳm của bản thân, ta sẽ nhận ra còn một thế giới khác, một thế giới tồn tại ngay trong chính mình. Ta sẽ nhận ra còn một mối quan hệ khác, mối quan hệ với chính ta. Và khi mối quan hệ này được vun bồi chăm sóc đúng cách, ta sẽ tự khắc thấy bình an, yên ổn nơi chính mình. Và từ đó, ta sẽ cảm nhận được những niềm vui trong cuộc sống mỗi ngày và những mối quan hệ bên ngoài cũng từ đó được cải thiện. Hóa ra, chìa khóa nằm trong ta, luôn luôn là vậy. Tôi mong sao bạn có thể khám phá ra cảm giác vui sống ấy và trải nghiệm mỗi ngày đầy ắp những phước lành. Và sau đây là những lời khẳng định tích cực bạn có thể nói và dành tặng cho chính mình mỗi ngày. Bạn có thể lắng nghe hoặc lặp lại thành tiếng cùng với tôi nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Tôi biết ơn tất cả tình yêu thương tôi nhận được. Tôi luôn luôn trân trọng và vun bồi mối quan hệ tôi có với chính mình. Mỗi ngày, tôi hiểu mình, thương mình và biết ơn chính mình nhiều hơn. Khi tôi càng yêu thương bản thân, cuộc sống càng mang đến cho tôi nhiều hơn những mối quan hệ quý giá. Tình yêu thương chính mình cũng giống như một dòng sông.
Khi nó cạn kiệt thì những con cá trong đó cũng chết theo. Vì vậy, tôi luôn tập trung để nuôi dưỡng tình thương chính mình đủ đầy để có thể sẻ chia với cuộc sống quanh tôi. Tôi được yêu thương và đón nhận bất cứ nơi đâu tôi đến. Tôi yêu thương và trân trọng chính mình như những gì tôi đang là. Chìa khóa thứ hai để giúp kiến tạo những mối quan hệ ý nghĩa đó chính là hãy coi mỗi tương tác dù nhỏ nhất đều là cơ hội để xây dựng một mối quan hệ quý giá. Có lẽ chúng ta đều đồng ý với nhau rằng những mối quan hệ tốt đẹp không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên phát triển. Giống như một cái cây, để có thể tốt tươi, nó cần biết bao nhiêu sự chăm sóc, tưới tắm và tình yêu thương. Mối quan hệ trong cuộc đời cũng vậy. Khi chúng ta nhìn nhận mối quan hệ là những món quà, ta sẽ dần nhận ra rằng mỗi tương tác, dù nhỏ nhất, cũng đều là phương tiện để ta xây dựng một sự kết nối bền chặt từ trái tim. Cùng với thời gian, sự kiên nhẫn, bền bỉ, những tương tác ấy góp phần tạo nên một mối quan hệ bền vững. Mỗi tương tác đều có một ý nghĩa nhất định trên hành trình mối quan hệ của bạn. Vì thế, hãy đừng chỉ hờ hững hời hợt bước đi bên nhau trong cuộc đời này. Hãy coi mỗi tương tác là một cơ hội để ta có thể san sẻ yêu thương, nâng đỡ nhau. Hãy dùng mỗi lời nói của bạn để động viên, để tiếp thêm sức mạnh cho nhau, để mang đến cho nhau niềm vui, sự quan tâm dịu dàng, ấm áp. Hãy dùng lời nói và sự chân thành của mình để nâng đỡ, để vực dậy một tâm hồn, như cách bạn đang chăm sóc cho một cái cây bạn yêu thích. Khi đó, bạn đang đầu tư vào một mối quan hệ, và hơn thế nữa, bạn đang đầu tư vào cuộc sống của một ai khác. Một số lời khẳng định bạn có thể nói và nhắc nhớ chính mình mỗi ngày để khắc sâu thêm tư duy này. Hãy lặp lại cùng tôi nhé. Tôi trân trọng cơ hội được tác động tới cuộc sống của một ai đó bằng sự có mặt của mình. Tôi biết ơn vì mình có thể để lại dấu ấn trong trái tim người tôi yêu thương ngày hôm nay. Tôi trân trọng cơ hội được nâng đỡ người khác bằng tình yêu thương, sự tử tế và lòng biết ơn của mình. Tôi chọn xuất hiện như một món quà cho những người quanh tôi. Tôi tập trung nâng cao giá trị bản thân và thu hút đến với tôi những mối quan hệ ý nghĩa một cách tự nhiên. Chìa khóa thứ ba giúp bạn kiến tạo những mối quan hệ đẹp đẽ, ý nghĩa đó chính là hãy sống với tư duy đủ đầy. Bạn là những gì bạn tin. Xây dựng những mối quan hệ hạnh phúc cũng không phải là ngoại lệ. Rất nhiều người trong chúng ta sống với suy nghĩ rằng không có ai thực sự tốt và yêu thương mình thật lòng. Vì thế, có lẽ cũng không có gì ngạc nhiên khi họ không tìm được những mối quan hệ ý nghĩa. Rất nhiều người dành phần lớn thời gian để than vãn về mối quan hệ hiện tại. Họ tập trung vào những khiếm khuyết, những điểm khó ưa của người kia, thay vì nhìn vào những giá trị tốt đẹp mà người đó đang mang lại cho mình. Và thế là họ cứ thấy thiếu thốn, và họ cứ sống trong sự thiếu thốn ấy. Bạn thân mến, nếu như những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn lúc này đang không thực sự thăng hoa, có lẽ đã đến lúc bạn thay đổi suy nghĩ và niềm tin trong mình. Hãy bắt đầu bằng việc xây dựng cho mình một tư duy đủ đầy rằng luôn có rất nhiều những con người ngoài kia chờ đợi để được yêu thương, trân trọng và đón nhận bạn như những gì bạn đang là lúc này. Rằng bạn xứng đáng có được thật nhiều tình yêu thương chân thành trong cuộc đời. Rằng có rất nhiều người mong muốn được thấu hiểu và giúp đỡ bạn. Sẽ như thế nào nếu như bạn có thể xây dựng những niềm tin như vậy?
với những người đang có mặt trong cuộc sống của bạn lúc này mà bạn muốn gìn giữ. Hãy bày tỏ lòng biết ơn vì bạn đang có họ ở bên. Học cách chấp nhận những sự khác biệt và dành sự trắc ẩn cho nhau khi khó khăn ập đến. Hãy trở thành minh chứng cho việc bạn muốn được đối xử như thế nào bằng cách trở thành người bạn, người con, người đồng nghiệp, người vợ, người chồng tốt nhất trong khả năng của bạn. Hãy nhớ rằng, thứ quý giá nhất bạn có thể cho đi, đó chính là phiên bản hạnh phúc và bình an của bạn. Khi bạn cho đi, hãy sẵn sàng mở lòng đón nhận khi cuộc sống đền đáp cho bạn bội phần. Mọi sự thay đổi luôn bắt đầu từ sự thay đổi trong tư duy. Hãy nhắc lại cùng tôi những lời khẳng định này để xây dựng cho mình một tư duy đủ đầy bạn nhé. Tôi xứng đáng được yêu thương. Tôi biết ơn sự đủ đầy trong cuộc sống của tôi lúc này và những điều tốt lành đang trên đường đến với tôi. Tôi biết ơn phiên bản hiện tại của tôi và tôi biết ơn bản thể chân thực tôi đang mỗi ngày dần trở về và chạm tới. Tôi biết ơn những nhân duyên trong cuộc sống của mình và trân quý những bài học chúng dạy cho tôi. Tôi sống trong một thế giới đầy ắp tình yêu thương và tình yêu liên tục chảy qua tôi. Con đường phía trước tôi đầy ắp tình yêu, niềm vui, bình yên và sự đủ đầy. Tôi biết ơn dòng năng lượng đủ đầy đang chảy tràn trong cuộc sống của tôi. Tất cả những gì tôi cần để kiến tạo những mối quan hệ yêu thương hòa hợp đều đang có trong tôi. Bạn thân mến, cuộc sống này vốn đầy ắp niềm vui và ý nghĩa. Có những con người tương ưng để chia sẻ hành trình sống này quả thực là một điều quý giá. Chăm sóc và nuôi dưỡng những mối quan hệ đẹp đẽ là một phần quan trọng của cuộc sống. Ngày hôm nay, tôi mời bạn thử nghiệm những điều tôi vừa chia sẻ để xem chúng sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào trong cuộc sống của bạn, bạn nhé! Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe những chia sẻ của tôi. Xin chúc bạn một ngày đầy ắp tiếng cười. Và hãy luôn luôn nhớ rằng, thế giới này cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Tôi là Ruby Nguyễn, and I love you.